Sơn Spec chung tay cùng bạn. Anh Tuấn này, em thấy là ở khu này thì nhà rất là đẹp, thế nhưng mà ngôi nào cũng giống ngôi nào, thì không biết là mình làm như nào để có cái sự khác biệt cho cái công trình riêng của anh. À, tại do đây là một cái khu quy hoạch tiêu chuẩn, cho nên là các ngôi nhà người ta phải làm đồng nhất về mặt kiến trúc để cho cảnh quan được hòa hợp hơn. Đây là căn nhà này anh? Đây đúng rồi em. Wow, không anh nhìn này nó cũng có sự khác biệt ngay từ bên ngoài đây anh ạ. Em mời Hân vào. Anh Tuấn này, cái căn nhà thô này thì nó có những cái nhược điểm gì mà gia chủ họ muốn khắc phục và phải nhờ anh ạ? Tại do lúc đầu ấy là căn nhà được nước ngoài thiết kế, cho nên là có một số cái nhược điểm mà không hợp với lại cái phong tục của sinh hoạt của người Việt Nam. Do cái quy định của ban quản lý dự án ấy, thì mình không được thay đổi kết cấu và kiến trúc của khu nhà mình nhiều, cho nên là mình sẽ chỉ thay đổi ở phía bên trong, thì mình sẽ thay đổi một số cái phân khu chức năng cho nó phù hợp với tập quán sinh hoạt của người Việt Nam mình. Từ những cái nhược điểm mà anh vừa mới chia sẻ thì anh có thể đưa ra một số những cái giải pháp mà anh đã làm cho công trình này được không? Thì trước tiên mình sẽ cải tạo lại cái sân vườn, mình sẽ phân khu lại chức năng đi lại và một cái tạo cái điểm nhấn là một cái hệ lam che nắng để chủ nhà có thể ngồi chơi thư giãn. Và cái thảm cỏ ấy, mình sẽ rải khắp vườn như một cái mảng xanh làm giảm bớt nhiệt cho ngôi nhà. Nên quan sát thấy rằng là ngôi nhà này cũng không có nhiều cây xanh lắm. Vậy đâu là cái giải pháp xanh cho cái ngôi nhà này? Chủ nhà khi mà về đây ấy, muốn có một cái không gian thật thoáng đãng để họ có thể ngồi trong nhà và ngắm nhìn thiên nhiên. Tuy nhiên họ không muốn nhiều cây xanh lớn quá che khuất cái tầm nhìn của họ, mà họ muốn dùng cái thảm cỏ để cho cái view nhìn ra phố và các nhà xung quanh được tốt hơn. Cái thảm cỏ xanh mà khi mà mình trồng khắp khu vườn ấy thì ánh nắng trực tiếp chiếu vào sẽ làm giảm bớt nhiệt độ mà phản xạ đến ngôi nhà, làm cho trong nhà cảm thấy dễ chịu hơn. Em thấy rằng là cái thảm cỏ xanh này nó vừa giúp giảm cái bức xạ nhiệt vào trong nhà mà nó có cái tác dụng trang trí và còn chống được rất là nhiều bụi ở ngoài đường vào nhà đúng không anh? Bởi vì là cái khi mà mặt trời chiếu xuống thì cái thảm cỏ này sẽ tạo một cái tấm thu nhiệt, giảm cái bức xạ nhiệt vào trong nhà mình. Còn với những cây xanh lớn mà trồng nhiều thì khi ngồi trong nhà sẽ cản trở cái tầm nhìn ra các cái cảnh quan xung quanh. Và em còn để ý thấy rằng là chủ nhà hình như họ đã có trồng những cái cây leo để có thể cho cái lam nó trở nên xanh mát hơn. Và em nghĩ rằng là khi mà cái cây leo đấy nó được lan hết ra cái phần lam này thì nó sẽ giúp cho cái khu vườn trở nên trông rất là xanh mát cũng như là sinh động hơn rất là nhiều đúng không anh? Đúng rồi. Em quan sát thì thấy rằng là ngôi nhà của mình có cái khoảng lùi khá là rộng so với những cái nhà hàng xóm xung quanh. Vậy chắc đây cũng là cái ý của anh cũng như là chủ nhà đúng không ạ? Do là cái sảnh trước của mình nó lại nằm phía bên sát cái cầu thang và cái đường vào nhà lại không trực tiếp vào phòng khách, cho nên là mình muốn đẩy cái phòng khách ra phía đằng sau
Tiếp giáp với phần diện tích vườn nhiều nhất, khi mà mình ngồi chơi nghỉ ngơi thư giãn hoặc tiếp khách thì thoáng đãng hơn. Sau khi quan sát ngôi nhà thì em thấy rằng là nó rất là thoáng, rất là mát và đầy đủ ánh sáng cũng như là không khí. Vậy anh đã có những cái tiêu chí như thế nào để phân bố cái không gian để làm sao cho cái ngôi nhà được thoáng mát? Lúc đầu thiết kế ngôi nhà này thì mình sẽ phân ra làm ba phần, nhất là tầng trệt, tầng lầu 1 và cái một tầng áp mái là mình làm thêm. Cái tầng trệt đấy là mình dùng để cho mọi sinh hoạt chung cho gia đình như phòng khách, phòng ăn và bếp. Còn cái lầu 1 thì mình sẽ làm khu nghỉ ngơi cho từng thành viên trong gia đình. Như anh thấy, bây giờ vấn đề môi trường là vấn đề cấp thiết hiện nay. Nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều năng lượng nhân tạo thì sẽ gây những hiệu ứng không tốt cho môi trường. Và với cái ngôi nhà này, mình đã bố trí và cải tạo một số cái chức năng như mình nới rộng thêm cửa sổ để lấy thêm ánh sáng, và đập bỏ bớt một số cái bức tường ngăn tre để tạo cái thông thoáng cho ngôi nhà. Cái phòng khách nhà mình ấy thì mình đã hạ cái phần tường phía trước mặt phía bên này xuống sát với mặt sàn, bởi cái tường xây quá cao sẽ làm hạn chế cái tầm nhìn của mình ra phía bên ngoài. Còn cái tường ở phía đằng sau này thì chỗ cửa sổ phòng ăn ấy mình sẽ không hạ, bởi bên cạnh đấy là giáp ranh cái nhà hàng xóm. Nếu mà mình hạ xuống thì không đảm bảo được cái sự riêng tư khi mình sinh hoạt. Tức là mình bỏ bớt một số những cái vách ngăn trong ngôi nhà để tạo được cái không gian thoáng cũng như là rộng rãi hơn trong nhà mình, đúng không anh? Vậy đó là cái vách ngăn nào ạ? Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần bức tường ở chỗ ngăn chứa bếp và phòng ăn này ra. Và mình dùng một số cái lam nhẹ và sắp xếp một số đồ vật để ngăn chia không gian. Em thấy rằng là bỏ cái vách ngăn giữa nhà bếp với lại cái bàn ăn thì nó sẽ giúp cho không gian trở nên thoáng đãng, và cái sự liên kết giữa gần gũi giữa mọi người trong gia đình nó cũng sẽ trở nên là ấm áp hơn, đúng không anh? Đúng rồi. Và như Hân thấy, cái nhà mình mặc dù mở nhiều cửa sổ để lấy ánh sáng nhưng mà chưa chắc ngôi nhà mình vẫn sẽ mát, cho nên là mình đã cải tạo cái phần áp mái. Thì mục đích của mình là để cho nó tăng thêm cái diện tích sử dụng. Nhưng mà trên đấy thì mình đã có những cái giải pháp, đó là mở thêm một số cái ô cửa nhỏ để lấy ánh sáng vào trong cái tầng áp mái, cũng như là đối lưu không khí cho thông suốt ngôi nhà. Cái sự khác biệt của ngôi nhà mình ấy, nó nằm ở trên cái phần áp mái. Bởi vì khi bạn thấy đi qua các ngôi nhà khác thì không có những cái ô cửa nhỏ ở trên tầng mái. Còn riêng cái nhà mình thì mình đã mở được một số cái ô cửa nhỏ, chủ yếu là để lấy sáng và thông gió cho toàn bộ ngôi nhà. Em thấy rằng là xây cái tầng áp mái thì nó giúp cho cái tầng 1 của chúng ta trở nên đỡ nóng hơn, và lại còn giải phóng được những cái việc như là phơi phóng này, và có thêm được những không gian ở bên trên nữa. Thế nhưng mà cái tầng áp mái nó sẽ rất là nóng. Vậy anh có những cái biện pháp như thế nào để có thể giảm bớt cái nhiệt cho cái tầng áp mái? Mình đã sử dụng một số cái tấm cách nhiệt trên mái thì giúp cho cái tầng mái không bị nóng, và các ô cửa sẽ làm cho ngôi nhà mình cảm thông thoáng hơn. Anh Tân thân mến, thì công trình mà anh vừa giới thiệu với em do một người thiết kế nước ngoài, thì anh có thể chia sẻ một số những tiêu chí mà giúp cho những cái không gian của ngôi nhà Việt vừa giữ được cái nét văn hóa Việt mà lại có được những cái nét hiện đại và tiện nghi cho người sử dụng không ạ? Khi mà cái xu hướng kiến trúc trở nên hiện đại hơn, vật liệu dùng mới hơn, cái công năng sử dụng con người có một số thay đổi. Cái khí hậu Việt Nam là khí hậu nhiệt đới cận xích đạo, nắng ẩm và mưa nhiều,
Vì thế mà cái ngôi nhà mình chịu rất nhiều tác động của thiên nhiên bên ngoài, cho nên là mình nên tạo một số cái sân vườn phía bên ngoài hoặc ở bên trong nhà. Thứ hai đó là mình gần xích đạo, cho nên là nắng chiếu vào ngôi nhà cũng gắt. Việt Nam mình thì có cái nguồn gỗ, tre, đá rất là dồi dào. Mình có thể tận dụng cái đó để mình làm che nắng cho ngôi nhà. Cuối cùng là vấn đề về phong thủy. Người Việt Nam mình thì lúc mà ở trong cái môi trường đấy cũng quan tâm đến phong thủy. Cho nên là mình sẽ tránh những cái yếu tố như là cái ngôi nhà mình vừa mới bàn đến chia sẻ, đó là cái vệ sinh đằng trước chẳng hạn, hoặc là cái cửa đối diện nhau, thì mình chú ý đến phong thủy thì sẽ tạo cho ngôi nhà mình có tính, có nét Việt Nam hơn. Ngày xưa ấy, khi mà bước vào nhà, cái phòng thờ bao giờ cũng nằm ở cái gian giữa, nơi trang trọng nhất của ngôi nhà. Tuy nhiên bây giờ do cái diện tích sử dụng của các ngôi nhà cũng không được nhiều lắm, thì mình có thể đặt cái phòng thờ một cái nơi khác kín đáo nhưng mà vẫn giữ được trang trọng, và không quên là phù hợp với phong thủy đó. Ví dụ như là tránh cái chỗ mà nó ồn quá hoặc là những cái chỗ gây ô nhiễm như vệ sinh. Xin được cảm ơn những cái lưu ý hết sức là cặn kẽ và chi tiết của anh. Thay mặt cho chương trình thì em có một kỷ niệm chương dành tặng cho anh. Cảm ơn Ngọc Hân và chương trình rất nhiều. Hy vọng lần sau chúng ta sẽ gặp lại ở những cái công trình khác. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay đã kết thúc. Ngọc Hân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Sơn Spec chung tay cùng bạn. Tắt khi không sử dụng. 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 Chung tay góp sức cho cuộc sống tươi đẹp. Sơn Spec chung tay cùng bạn.